Sếp à? Tôi... tôi có thai rồi. Em có thai ư? Ừ, đêm đó ở khách sạn, sếp không kịp cho nên... Em viết đơn xin nghỉ việc đi. Mạnh phì sừng sốt lầm bẩm, Nghỉ việc ư? Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi công ty. Đứa trẻ này đến không đúng lúc, sếp cứ yên tâm. Tôi sẽ sớm phá bỏ nó. Những chuyện thế này về sau, tôi tuyệt đối không gọi điện làm phiền đến sếp nữa. Giọng của Mạnh phì run run, cố liếc nhìn tấm chi phiếu với giá 5 tỷ ở trên bàn thoáng nước nở nói Xếp cứ xem như mấy lời ban nãy của tôi là lời nói đùa Sau đó quên nó và sống thật tốt nhé Là cận đông, tạm biệt Mạnh vì dứt khoát cúp điện thoại Không động tác thừa, cầm lấy chi phiếu Nhún vai, bình tĩnh nói với người phụ nữ ở phía đối diện Tôi đã kết thúc với là cận đông theo ý của cô Ngày mai tôi sẽ dọn đồ rời khỏi thành phố này Vừa nãy là cận đông bị tôi dọa cho một vố Chắc chắn, hắn sẽ không có ý định đi tìm tôi Mọi chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi Tôi tiểu thư, cô vừa ý chứ? Tôi chân chân nhíu mày, quan sát nét mặt của mạnh phỉ. Cô ta khó có thể tin được người vừa nãy tỏ ra thất vọng cùng thương tâm với La Cận Đông. Bây giờ lại bình thản cầm tiền mà cô ta đưa. Dứt khoát cắt đứt quan hệ cùng hắn. Đến một chút lưu luyến hay khổ sở cũng không lưu lại ở trên mặt. Cô ta cũng biết diễn thật đấy. Tôi chân chân liếc mắt, nhìn xuống phần bụng phẳng lì của mạnh phỉ, nghi ngờ. Khá vừa ý. Nhưng mà chuyện cái thai ban nãy chỉ là giả thôi, cô không cần phải lo lắng. Bây giờ tôi nhận tiền được rồi đúng không? Mạnh phì mỉm cười, chuẩn bị nhét chi phiếu vào túi, lại nghe tôi chân chân mỉa mai. Hy vọng mọi chuyện sẽ giống như những gì cô đảm bảo. 5 tỷ đối với tôi chỉ là con số nhỏ, nhưng có lẽ là cả gia tài cả đời cô có thể kiếm được. Vậy nên, cô phải biết giữ gìn số tiền này cẩn thận, đừng để tôi thất vọng, tiền mất tật mang, chẳng tốt chút nào. Động tác của Mạnh phì khửng lại, cô cười khẽ. Tôi thấy việc hợp tác của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp. Thay vì mượn lời, móc mỉa tôi. Cô nên để tâm tới La Cận Đông thì hơn. Tôi chân chân vẫn còn khó chịu với việc La Cận Đông cùng Mạnh Phỉ từng đi khách sạn. Xong bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Theo ý của gia đình, tôi và La Cận Đông sớm muộn gì cũng kết hôn với nhau. Bây giờ anh ấy vui chơi bên ngoài, tôi cũng không để ý. Chỉ cần sau khi kết hôn, La Cận Đông thu liễm lại. Tôi cũng không sợ mấy kẻ thấy sang liền bắt quàng làm họ. Mạnh phỉ lười đuôi co với tôi chân chân, chỉ nhếch môi. Hy vọng tương lai của cô sẽ tốt đẹp như vậy. Tạm biệt. Sướt lời đã quay người rời đi, nụ cười, vụt tắt. Mạnh phỉ bắt xe về nhà. Trong đầu đều là những lời nói cao ngạo và thách thức của tôi chân chân, cùng với những lời nói lạnh lùng kia của La Cận Đông. Một cuộc điện thoại gọi đi, cô cũng đang đánh cược với tình cảm trong tim mình. Sau đó, cô nghe được lời đề nghị thôi việc của hắn. Phút chốc, trái tim như đau thắt lại. Khốn nạn! Là cật đông, tội ngu mới thích anh tiếp. Mạnh phỉ sờ chi phiếu ở trong túi sách, thật lâu mới thở hắt ra một hơi. Rời đi là tốt rồi, đau ngắn còn hơn đau dài vậy. Mạnh phỉ lén lút lau viền mắt ửng đỏ, lặng lặng nhìn không gian xung quanh đang lùi dần về sau. Mạnh phỉ mang tâm trạng ủ rũ về nhà, sau đó sừng sốt khi nhìn thấy là cật đông đứng đợi ở cửa. Hắn đến đây làm gì? Mạnh phỉ trừng mắt ngạc nhiên, hốt hoảng coi người muốn chạy. Tôi đến tận đây tìm em Em có định trốn đi đâu hả Mạnh phỉ bị hắn nắm gáy Lưng áp lên tường Chân bị đầu gối của lá cật đông chen vào Ngăn không cho cô chạy đi nữa Sếp à Sếp đến đây làm gì Những gì tôi nói bàn nãy Sếp còn không rõ ư Hay là sếp không hài lòng Trực tiếp muốn dẫn tôi đi phá thai La cật đông giận tới tái mặt quát lớn Rõ cái gì mà rõ Bàn nãy tôi còn chưa nói hết câu Đã bị em sổ một trang Tôi thật sự bị em làm ngu người luôn rồi đấy còn dám nghĩ tới chuyện phá thai ư em có tin là tôi đánh đít em không hả xem bà mệnh phải bị bóp mặt khó chịu tới quên cả vai vế là cận đông anh rõ ràng bảo tôi nghỉ việc tôi đã làm theo ý anh anh còn muốn tôi bảo em nghỉ việc là để về nhà dưỡng thai với tôi chờ em sinh xong chúng ta lập tức kết hôn em dám từ chối đợi sinh xong đứa này tôi lại rót giống vào người em khiến em sinh thêm một hai ba đứa khác để xem em còn sức để chạy nữa không Em dám từ chối ư? Ừ. không có chuyện đó đâu. Anh là cận đông bị nghiện công việc à? Chuyện kết hôn sinh con mà cứ như góp vốn làm ăn. Nói rót là rót Nói mang thai liền có thể mang thai vậy. Hơn nữa trong bụng cô lúc này cũng có đứa bé nào đâu. Làm sao mà móc ra một đứa con đưa cho hắn được? Anh cái gì mà anh? Mở cửa để tôi vào nhà nói rõ mọi chuyện. Bằng không lát nữa, em cứ chờ xem cảnh tôi tấp váy đánh mông em giữa hành lang. Đến lúc đó, ái xấu hổ thì biết ngay là cận đông anh dám ư mạnh phỉ cao giọng quát là cận đông chẳng chút sợ hãi nắm lấy tả váy của cô kéo lên dường như thật sự muốn dụng hình đánh đít bạch cốt trào với mạnh phỉ cô sợ hãi nắm lấy tay hắn lắp bắp đáp đừng đừng đánh tôi tôi để anh vào nhà là được chứ gì nói xong đã tức giận đẩy người la cận đông ra lục tìm chìa khóa trong túi sách sau đó mở cửa nhà là cận đông chỉ đợi có bấy nhiêu đó lập tức kéo mạnh phỉ vào nhà đóng sầm cửa lại anh... Mạnh phỉ bị Lạc Cật Đông đặt lên ván cửa, cả người bị bao vây bởi lồng ngực ấm áp. Khóe môi vừa bị hé ra đã bị Lạc Cật Đông áp đến, bờ môi của cả hai dính lấy nhau. Mạnh phỉ bối rối muốn tránh khỏi nỗ hôn mạnh mẽ của hắn, nhưng Lạc Cật Đông đã giữ chặt lấy cằm cô, không cho cô trốn đi. Chưa không nói gì, chỉ tập trung hôn người, đến mức choáng váng. Sau đó mới bắt đầu tra hỏi. Nói tôi nghe, đang yên đang lành, sao lại muốn chạy trốn? Mạnh phỉ nghẹn họng cô cũng không thể nói là mình vì tiền được dứt khoát im lặng muốn giải quyết cái thay nhanh như vậy còn không cho tôi thời gian tiếp thu mọi chuyện lẽ nào em muốn ăn xong chùi mép mang bầu bỏ chạy không không phải ngủ với tôi nhưng mà không muốn kết hôn cùng tôi lúc trước là ai bảo trên giường là thích tôi còn quấn tôi không buông hả bây giờ em lại giả vờ như không có gì với tôi tuyệt tình thế ư mạnh phỉ trợn mắt vì bị nắm thóp lắp bắp giải thích anh anh đừng nói bậy Lúc đó tôi uống say, có lẽ nói nhầm. Sắc mặt là cận đông tối sầm, hắn khẽ cười. Nói nhầm á? À? Là nhầm câu hay là nhầm người? Em nhầm tôi với ai? Em thích ai đấy hả Mạnh Phỉ? Nói tôi nghe thử xem nào. Hóa ra, đây là lý do mà em muốn mau chóng nghỉ việc ở chỗ tôi. Sau đó ôm con tôi, chạy theo thằng khác à? Em im lặng như thế, là vì bị tôi nói trúng tim đen đúng không? Thằng kia là ai mà rộng lượng như thế, còn chấp nhận cả con của tôi? Da đầu của Mạnh Phỉ tê dần, bị hắn hỏi dồn dập đến dối rắm cuối cùng bụt miệng thốt ra. Tôi không mang thai. Lần trước, dù có bị hắn cho vào trong, nhưng qua hôm sau cô đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Chuyện mang thai là do cô muốn dọa la cận đông một trận thôi. Thế mà không ngờ hắn lại tin thật, còn chạy tới đây bàn chuyện kết hôn với cô. Mạnh phỉ nhìn túi sách dưới sàn. Cô nhớ tới năm tỷ cùng lời giao ước của cô và vị tự xưng là vợ tương lai của La Cận Đông. Trong lòng thoáng thở dài, tuy là cận đông không phải kẻ tồi tệ giống như cô nghĩ chỉ là tiền đã nhận việc không thể không làm là cận đông giật giật khóe môi sợ mình nghe lầm nghi hoặc hỏi lại em nói sao cơ mạnh phỉ nhíu mi né tránh nói tôi bảo tin mang thai bàn nãy đều là giả tôi tôi không có ai khác chỉ là tôi thấy áp lực cho nên muốn mau chóng nghỉ việc ở công ty tôi nói thật đấy vừa nãy tôi lừa anh thôi tôi mạnh phỉ cúi đầu hối lỗi tôi khiến anh thất vọng rồi tôi thật sự không có thai không mang thai ừ đúng vậy không phải do em có thằng khác chỉ là áp lực nên muốn nghỉ việc ư là cận đông đẩy cầm mạnh phỉ lên bắt cô đối diện với mình mạnh phỉ có hơi sợ ánh mắt dò xét của hắn khó khăn trả lời cứ xem cứ xem là như vậy đi anh tôi xin lỗi khiến anh lo lắng từ nãy tới giờ anh có muốn trách mắng tôi thì cứ sao tôi nỡ trách em được chứ là cận đông mỉm cười tủm tỉm đôi mắt lóe qua một tia hụt hẫng, xong rất nhanh đã dấy lên niềm tin mãnh liệt. Ờ, không mang thai cũng chẳng sao. Bây giờ chúng ta tổ chức lễ đính hôn trước. Tôi sẽ tiếp tục cày cấy cật lực. Chờ đến lễ kết hôn em mang thai luôn thì vừa đẹp rồi. Em thấy tôi nói hợp lý không? Bây giờ chúng ta tổ chức lễ đính hôn đi. Hợp lý cái đầu anh ấy. Tôi, tôi không... Mạnh phỉ lắc đầu, còn chưa nói hết câu, đã bị la cật đông dùng môi đè nghiến lại. Ánh mắt hấp hái, không cần nói tôi biết hết rồi hẳn là em đang hụt hẫng vì không mang thai con tôi lắm đúng không không hề cô thể luôn đấy nếu em đã gấp gáp như vậy chúng ta có thể bắt đầu gieo giống ngày hôm nay tôi rất tự tin về năng lực của súng đạn mình đảm bảo không tới một tuần có thể thành công khiến hạt đẩy mầm trong bụng em mặt của mạnh phỉ đần ra sao sao em lại bất ngờ tới ngốc luôn rồi à em muốn không chúng ta có thể bắt đầu bây giờ luôn trước tiên cùng nhau đi tắm nhé đầu não của mạnh phỉ chưa mất vài giây đến khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cô hoảng loạn nắm lấy ngón tay không thành thật của người đàn ông đang cởi nút áo của mình vừa sợ vừa giận tái mặt nói anh anh muốn làm gì làm gì ư ừ, thì chính là nỗ lực vôn trồng sớm ngày thu hoạch tôi chiều theo ý muốn của em rồi sao em lại hoang mang như vậy chứ là vui tới độ không tin đây là sự thật à mạnh phỉ cảm thấy nhức đầu chán đau thái dương đau cả gò má bị la cật đông hôn lên cũng nóng đến phát đầu. Khoan, khoan đã, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Là cận đông không những không tức giận, hắn còn muốn kéo cô vào phòng, thực hiện hành vi, gieo giống trồng cây. Anh, anh không tức giận sao? Tôi, tôi lừa anh đấy. Anh nên giận dữ, rồi đuổi tôi đi vì tôi trêu đùa anh mới đúng chứ. Anh, anh không nên, không nên như thế này. Giận em á? À? Tại sao phải giận em? Trong khi tôi biết em cũng muốn mang thai con tôi, nên mới cố tình nói như vậy thật ra em đã sớm thành công thu hút sự chú ý và yêu thích của tôi vậy nên nhân lúc này tôi sẽ giúp em thành toàn ý nguyện của mình tôi được kết hôn với em em mang thai con tôi như thế vẹn cả đôi đường con gì ý nguyện ý nguyện gì chứ tôi không muốn mang thai em giấu làm gì nếu em không muốn tại sao lại dùng lý do này muốn nghỉ việc hả mạnh phỉ không nghe được ý tứ sâu xa trong lời nói kia buột miệng trả lời là tôi được người ta đưa tiền cho nên mới dùng cách này nghỉ việc. Tôi muốn hủ anh, để anh không đi tìm tôi, tránh rắc rối về sau mà thôi. Ai mà có ngờ bị phản tác dụng, giờ cô chạy không được mà cái người cô chắc chắn không để ý đến mình, đang bám lấy cô không buông. Còn muốn ấy ấy ử ử với cô lần nữa cơ chứ. Là cận đồng khẽ cười, liếc mắt nói. Bây giờ mới chịu nói thật đấy à? Ai đấy? Ai dưới mí mắt tôi, dám dùng tiền đuổi em đi đấy? Nói tôi nghe thử xem nào. Mạnh phỉ bị giọng điệu của hắn dọa sợ Sống lưng lạnh buốt run cầm cập khó khăn nói Là, là vợ tương lai của anh đấy Em nói ai cơ Vợ tương lai của anh, tô chân chân Cô ta cho tôi 5 tỷ Bây giờ, đến lượt la cận đông dùng dáng vẻ khó tin Nhìn mạnh phỉ, thức giận, tốt lên Ý em nói cái cô tô chân chân Người mà đến chó nhà tôi vừa gặp cũng đuổi Là vợ tương lai của tôi ư Gì, gì cơ Em có nhầm không đấy cái nhà đó tôi đã không qua lại mấy năm nay rồi. Lúc trước, họ hùa theo phe khác chen ép nhà tôi. Bây giờ thấy nhà tôi lớn mạnh, liền tìm cách xô nịnh, còn nhằm nhè muốn gả con gái vào để kết thông ra. Hời, cái gia đình rách nát đó mà em cũng sợ à? Còn nữa, tôi chỉ được giá có 5 tỷ thôi á. Em vì vài đồng lẻ đó mà dám lên kế hoạch trốn tôi. Môi của Mạnh Phỉ dần dật. Nhưng đến tận năm, năm tỷ, số tiền lớn như vậy, trong nháy mắt hắn còn thua mấy đồng bạc lẻ ư đầu của mạnh phỉ lại nhức nhối cô cô sắp bị lời nói của hắn hù cho choáng váng rồi này bây giờ một trăm tỷ tôi cũng thấy không xứng em ở bên tôi muốn bao nhiêu mà không có còn đi lấy tiền người của họ tôi làm gì bảo em ngốc thì em cũng không nhận núi vàng núi bạc của em đang lắc lư trước mặt em đây này em còn vì cái hũ bạc vụn của nhà đó mà không nhìn đến tôi em em thật sự xứng đáng để ăn đòn mạnh phỉ sợ hắn lại tốc váy muốn bẹp mông gấp gáp nắm chặt tà váy mắt cô lướt qua dáng vẻ nghiêm trọng của hắn lắp bắp nói vậy vậy tôi tôi phải làm sao trả tiền cho cô ta chứ còn làm sao nữa mạnh phỉ mím môi uất ức thầm nghĩ tiền nhận vào tay còn không được xài số của cô bi ai làm sao không những trả hết 5 tỷ còn phải tặng cho cô ta thêm một chút tiền sao sao lại vậy còn sao chăng gì nữa thì tiền cảm ơn cô ta tác thành cho tôi và em ở bên nhau chứ còn gì nữa còn sao chăng gì? Nhanh lên! Sẵn xem như đó là phụ phí đuổi khách không hẹn gặp lại. Cô ta còn dám bén mảng, làm phiền cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng chúng ta. Thì tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, mở cửa, thả cho cắn cô ta. Mạnh phỉ bị nên mặt hung ác của hắn dọa tới ngư người. Trong lòng thầm nghĩ là cận đông thật thâm độc. Trả tiền thì thôi đi, hắn lại còn sát muối lên nỗi đau của tô chân chân. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm, mà là... À ừm, từ khi nào cô và hắn đã gộp chung thành vợ chồng luôn vậy? Cô có đồng ý lời cầu hôn của hắn đâu? Ây, không phải, hắn còn chưa cầu hôn cô, làm sao hai người kết hôn được? Mạnh phỉ nghĩ một lúc lại thấy sai sai. Ban đầu cô đã nhủ với lòng mình rằng không muốn dính dáng tới la cận đông cơ mà. Sao bây giờ lại suy nghĩ tới những chuyện không thể xảy ra như thế? Mạnh phỉ bị la cận đông xoay vòng vòng. Lúc bắt đầu bình tĩnh lại, cô đã bị hắn ấn xuống ghế sofa. Hắn ngồi xuống theo cô, lấy ra một tờ chi phiếu của một cây viết. Mạnh Phỉ chớp mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Là Cận Đông đã dứt khoát ghi ra một số tiền trên tấm chi phiếu, còn ký tên nhanh gọn. Cô liếm mắt, vừa vặn nhìn thấy được tên người nhận trên đó, Tô Chân Chân. Hắn làm thật ư? Mạnh Phỉ trợn mắt, rất bất ngờ với sự nhanh gọn của hắn. Sau đó không nằm ngoài dự đoán, cô nghe được hiệu lệnh của La Cận Đông. Đưa đây. Mạnh Phỉ biết hắn muốn gì. Ủ dũ lấy tờ chi phiếu cô còn chưa cầm được bao lâu miễn cưỡng đưa cho La Cận Đông. Ác bá La Cận Đông sau khi nhận xong hai tấm chi phiếu, hài lòng kẹp chúng vào một bìa thư, sửa thư lại đẩy sang chỗ Mạnh phỉ, còn nhét bút vào tay cô, nhớn mày nói. Em ghi lại lời nhắn nhủ cho cô ta một chút. Tôi, tôi á. Em chứ còn ai? Ngoan, ghi đi. Tôi đọc gì thì em ghi đó. Mạnh phỉ không có niềm tin với La Cận Đông, nhưng cô không dám cãi hắn. Bên hồi hộp, nắm lấy cây bút trong tay, sau đó nghe theo tiếng vang trầm bổng trong miệng hắn, viết đến ngu luôn. Gửi tôi chân chân. Lúc cô đọc được lá thư này, có lẽ tôi và La Cận Đông đã sớm nên duyên vợ chồng. Cô đừng trách tôi nói không giữ lời. Tôi vốn đã muốn chạy trốn, nhưng số trời đã xui khiến cho tôi và La Cận Đông chạm mặt nhau. Anh ấy vì sợ mất tôi, đến lời yêu thương thắm thiết nhất cũng đã nói ra. Tôi thừa nhận mình mềm lòng trước tình cảm chân thành ấy. Cuối cùng, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phản bội lại giao ước của hai chúng ta. Tôi cũng yêu La Cận Đông rất nhiều, tôi không muốn ra anh ngón tay mạnh phỉ khựng lại cô mếu máu tôi tôi thấy viết như vậy có kỳ kỳ sao ấy có cần nói láo trắng trợn như thế không hả tên đáng ghét này la cận đông mỉm cười nhìn cô nửa ra lệnh nửa dụ dỗ không hề tôi biết lòng em thế nào mà vậy nên cứ viết tiếp mạnh phỉ dưới ánh mắt của la cận đông khổ sở viết tiếp cảm ơn cô vì số tiền cùng kế hoạch mà cô đã tốn sức bày ra cũng nhờ có cô và tâm tư tỉ mỉ của cô nên tôi, Mạnh Phỉ mới nhanh chóng có được trái tim của La Cận Đông. Giây phút mà anh ấy nói yêu tôi, khóc lóc vàn xin. Bảo tôi hãy kết hôn với anh ấy. Tôi bỗng nhớ đến cô, người đã gieo duyên, gắn kết hai chúng tôi đến cạnh nhau. Trong lòng tôi sinh ra chua xót cảm thương cho số phận của cô. Khi hai trái tim hạnh phúc của chúng tôi chung nhịp đập, lại có một trái tim bên lề, thường tâm đến dỉ máu. Nhưng trùng quý đó cũng là số phận. Tôi đã cố chạy trốn nhưng không thoát được. Còn cô, cô cưỡng cầu cũng không với tôi. Là cận đồng đã biết hết mọi chuyện. Anh ấy không nổi giận, chỉ là có chút ái náy. Sự áy náy ấy khiến anh quyết định gửi tặng cô một số tiền, xem như là lời cảm tạ và xin lỗi với cô. Cảm ơn cô vì đã tác thành cho chúng tôi đến bên nhau. Xin lỗi cô vì cửa nhà họ la quá cao. Chỉ có những người đủ tư cách mới có thể bước chân vào. Bằng không, số phận cũng đáng thương như kẻ bị chó rượt ba vòng lúc trước. Mong cô an yên và giữ gìn sức khỏe sau khi đọc lá thư này. Ký tên Mạnh Phỉ. Mạnh Phỉ run tay viết xong, sắc mặt xanh mét nhìn La Cận Đông. Anh đảm bảo sau khi bức thư này được gửi đi, tôi tôi sẽ không bị cô ta xẻo thịt chứ. La Cận Đông quá độc ác, nếu cô là tôi chân chân sau khi đọc những dòng thư kia, không tức đến hộc máu, chắc là cũng phải cắn chăn khóc dòng. Em yên tâm, cô ta dám đụng đến em, tôi sẽ xẻo thịt cô ta trước. Mạnh phỉ dùng mình, dồn tay cài lại nắp bút. Bỗng cô bị người ngồi cạnh đẩy vai một cái thật mạnh. Trời đất xung quanh như muốn đảo lộn. Mạnh phỉ giật mình. Chuyện của tôi chân chân, xem như là đã xong. Bây giờ chuyển sang xử lý em vậy. Bé hư tham tiền. Tôi phải cho em thật mạnh tay mới được. Phạt gì đây nhỉ? Hay là tuột váy đánh mông 10 cái nhá? Không được. Anh, anh không thể đánh mông tôi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Mạnh Vĩ vẫn không quên ôm mông nè tránh. Tôn chỉ của cô là đánh chỗ khác. Đánh vào mông thì mất mặt lắm. Ngoại trừ mẹ cô ra, cô không muốn lớn già đầu rồi lại bị người khác tét đít. Hơn nữa đó còn là la cận đông. Như thế sẽ xấu hổ tới chết mất. Giờ cho em hai lựa chọn. Một là bị bẹp mông mấy phát. Hoặc là dùng cái rủi cuối của tôi. Em chọn đi, em muốn cái gì đây? Mạnh phỉ trợn mắt, cả khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng vì kinh hãi. Đến hô hấp, cũng muốn ngừng lại mấy giây. Cô không thể tin được là Cận Đông Đường Đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lại có thể nói ra mấy lời vô liêm sỉ như vậy. Gò má cô đỏ dần, khóe môi giật giật. Không biết xấu hổ, sao anh lại có thể nói mấy lời ra một cách trắng trợn như vậy được? Là Cận Đông khẽ cười, chán đụng chán cô, rất có lý lẽ mà phản bác. Làm sao? Tôi nói chuyện với người nhà của tôi còn cần giữ ý tứ nữa à? Thế tôi phải nói như thế nào mới đúng đây? Bảo rằng bà xã tương lai à? Cho tôi dùng tay thơm mông em mấy cái Hay là bảo thằng nhỏ của tôi lạnh quá Muốn nương nhờ chỗ em một đêm Anh... Kết quả cuối cùng vẫn là đánh Có khác gì nhau đâu Với cái đầu không hiểu chuyện nam nữ của em Nói thẳng với em là đang thương em đấy Nghĩ nhiều à Nhớ nào em teo bằng hạt nho khô Thì tôi lấy ai bắt đền đấy Mạnh phỉ thờ hồng học vì tức tối Run giọng oán trách Là cận đông Anh... anh thật là xấu xa Ai là người nhà của anh chứ Đừng có mà nói điêu là cật đông bình tĩnh giết lấy tay cô dướn người tới hồn lên đôi môi đang mím chặt kia thì thầm không phải người nhà của tôi thật à không anh bắt đầu đẩy lưỡi vào miệng cô lúc mạnh phỉ thốt ra lời từ chối kia còn người nheo lại đầu lưỡi ấn lên quang miệng mang theo cảm giác tê dại không phải thật ư nếu không phải thì tôi sẽ không nương tay đâu ít nhất phải đánh thêm mấy mươi cái anh anh lấy việc công trả thù riêng đúng vậy Tôi chính là kẻ xấu xa đáng ghét như thế đấy Em có giỏi thì chống lại tôi đi Nhưng mà tôi nói cho em biết Ngoài vợ tôi ra Tôi sẽ không để ai trèo lên đầu lên cổ của mình đâu Gỏ má màu hồng nhạt của cô Bị anh hôn Lưu lại một vệt nước ướt át Thế nào không phải muốn hành hạ tôi cho bỏ tức à Vậy thì em phải kết hôn với tôi đấy Tháng ngày về sau Tôi sẽ tùy em xử trí Mệnh phỉ bối rối không biết trả lời thế nào Mặt mũi đỏ bừng quay đi Nỗ lực muốn trôi xuống sofa trốn tránh là cận đông ngược lại không hề gấp hắn nhìn cô cựa quậy ở trong ngực mình đáy lòng dâng lên một trận ngứa ngáy trầm giọng bảo em cứ từ từ suy nghĩ tôi sẽ cho em thêm thời gian mạnh phỉ thở được nửa hơi là cận đông lại chen vào tuy nhiên phạt thì không thể chờ thêm hư thì phải phạt nóng như vậy sau này em mới nhớ kỹ mà không dám tái phạm lần nữa chứ mạnh phỉ cứ tưởng thoát được một kiếp bây giờ vỡ lẽ cả người khóc không ra nước mắt không đừng mà Tôi đã cho em chọn, nhưng mà em không muốn chọn. Vậy thì tôi tự quyết vậy. Dứt lời, hắn đã tốc váy của Mạnh Phỉ lên. Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến. Lúc Mạnh Phỉ tỉnh lại, mặt trời chiếu thẳng tới giường. Cô ê ẩm xoa mắt, xoay người ngồi dậy. Sau đó đụng phải ánh mắt ngập tràn ý cười của La Cận Đông. Hắn vẫn luôn ngồi ở cạnh giường nhìn cô. Hai mắt chuyên chú quan sát từng nhất cử nhất động của Mạnh Phỉ. Mới sáng đã nhìn thấy La Cận Đông cười tới đây tiện. Cô vừa mệt vừa sợ, trái tim giật thót, trong lòng lại mắng là cật đông khốn nạn đến cùng. Thủy Thủy, em dậy rồi, anh có nấu cháo cho em ăn này. Em ăn xong, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn nhé. Mẹ chúng ta có gửi lịch ngày tốt đến, vừa đúng hôm nay là ngày đại cát, chọn lửa chi bằng đúng ngày. Nhân lúc này, tôi và em đi làm thủ tục luôn nhé. Sau khi đăng ký xong, tôi lập tức gọi người đến, dọn đồ của em qua nhà tôi luôn. Làm nhanh thì tối nay chúng ta có thể ngủ chung rồi. Mạnh Phỉ run rẩy không nói thành lời, Lúc sau mới nghẹn giọng đáp Khoan đã Mạnh phỉ nhăn mày nhìn La Cận Đông Khó tin hỏi lại Anh nói muốn đi đăng ký kết hôn Đúng vậy Ngày ngày hôm nay ư Chính xác luôn Nhưng trước hết Vẫn phải lo cho cái bụng của em đã Em mệt cả đêm Bây giờ nên ăn chút gì đó lót dạ lại đã Ngoan Em ngồi im đó đi Để tôi đút cháo cho em Đầu óc của Mạnh phỉ lùng bùng Bạn nãy cô còn tưởng anh nói sỡn Bây giờ mới biết La Cận Đông nghiêm túc Không thể nào, Cô lại nằm mơ ư? Khoan khoan, tôi tôi còn chưa đồng ý Sao lại kết hôn gấp như vậy? Và lại còn chưa cầu hôn, chưa có nhẫn Chưa làm lễ kết hôn, tôi Chuyện này thì có gì em phải lo Sau khi đăng ký xong Tôi sẽ tổ chức lại gấp 5 gấp 10 lần cho em Mà thôi, trước khi đăng ký Tôi và em tới văn phòng công chứng Tôi cho em phần nửa tài sản của mình làm tin Sau kết hôn Tôi sẽ giao phần còn lại cho em Cô xin thề cô không có ý này là cận đông nhìn về mặt dại ra của mạnh Phì, Trong lòng lục bục lo lắng Cô lại chạy mất Bi phẫn bảo Tôi đã làm như thế mà em vẫn không tin tôi Không Cô bị cái cụm phân nửa tài sản làm ngư người rồi Là cận đông thật sự chết lớn vậy à Là cận đông nóng lòng không chịu được dứt khoát dùng chiêu cuối Em Em mà không đồng ý kết hôn với tôi Thì tôi sẽ Sẽ thế nào Tôi sẽ gọi điện cho mẹ Khóc lóc ăn vạ Tôi sẽ bảo em là cha nữ lừa ngủ lừa tình tôi. Là cận đông anh. Vợ à, em nể tình xem xét tôi chút đi. Vợ à, đừng có gọi nữa phiền chết đi được. Đi đăng ký kết hôn nha, đi mà. Mạnh phỉ bị la cận đông vừa dùng miệng khuyên bảo, vừa dùng môi hôn dụ dỗ Chỉ một chốc người đã mềm đi, lặng lặng, nằm trong ngực hắn thở dốc, bối rối đáp. Ăn xong, ăn xong rồi đi. Được, nghe lời vợ hết. Bây giờ em là người lớn nhất nhà mà. Anh đàng hoàng chút đi. Vâng vâng, Mạnh phỉ đường đường chính chính lườm la cẩn đông Đổi lại hắn chỉ khẽ cười Ánh mắt lộ rõ sự nung chiều Trong lòng cô thoáng chút vui sướng Nhưng mạnh phỉ không biết rằng Để trả giá cho việc tùy ý sai sự la cận đông Cô phải dùng nửa đời sau đánh đổi Bị hắn cuốn lấy mỗi đêm Mỗi đêm đều được hắn cẩn mẫn chăm sóc Bụng nhỏ Bị sưng lên không biết bao nhiêu lần Cho đến tận lúc mang thai Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta đã vừa lắng nghe xong câu chuyện Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Thu Hà xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.